Còn những cái bực mình hết sức luôn vậy đó. Vì càng ngày càng không nói, nó càng làm tới mà. Gái con đứa học hành gì mà giờ này mà chưa chịu về nữa. Thưa mẹ, con mới về. Xin lỗi, con về hơi trễ. Con sao vậy? Sao mắt đỏ que vậy? Mới khóc hả? Đâu có. Thôi bài nhiều lắm, con lên học bài học đi. Nè, nó nói sao kỳ vậy ta? Có chuyện gì nó giấu mình chứ? Cái mặt này là cái mặt mới khóc hả? Không lẽ nó có tình yêu? Chết rồi. Con gái mình bây giờ nó có chuyện mà nó không thèm tâm sự với mình nữa. Như vậy là tiêu rồi. Trời ơi, con ơi là con ơi. Tại sao giờ này mà con còn chưa về nữa? Con biết mấy giờ rồi không con? Con với cái thiệt là khổ mà. Nó không biết là mẹ nó khổ như thế nào hay sao á. Một đứa con nó có cái chuyện gì thì tôi chết chứ tôi không có sống nổi với nó đâu à trời. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng. Trời ơi. Sao mà tôi khổ quá. Cô Xiên. Ủa, có chuyện gì cô Xiên? Chuyện gì cô khóc vậy? Em khổ quá anh ơi. Mà có chuyện gì vậy? Chia sẻ đi. Con gái của em. Nó làm sao? Nó bị thằng nào dụ không? Để tôi báo công an bắt cho. Bây giờ em cũng không biết nữa. Vậy là nó bị mất tích đúng không? Để anh báo công an đi tìm nó. Không có mất tích. Chứ sao? Ngày nào nó cũng về hết trơn á. Vậy có chuyện gì? Nhưng mà cứ ngày sau là nó về trễ hơn ngày trước. Ngày sau là nó về trễ hơn ngày trước. Lạ gì? Bây giờ gọi nó thử đi. Gọi nó thử đi. Gọi thử coi sao. Gọi đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách. Gọi cái gì mà gọi hoài à? Có gọi được đâu mà gọi gọi. Trời ơi, thôi được rồi. Thôi được rồi, Xiên à, Xiên bình tĩnh rồi, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nó là con tôi, nó phải con anh đâu mà biểu tôi bình tĩnh. Con tôi dứt ruột đẻ ra có một mình nó à. Nó có chuyện gì sao mà tôi sống nổi mà anh biểu tôi bình tĩnh? Tôi xin lỗi Xiên, tại vì tôi trước giờ tôi cũng chưa có vợ chưa có con ra tôi không hiểu khổ cái này nè. Tôi không hiểu được tâm trạng của người phụ nữ mà mất con vậy. Thôi nhưng mà thôi Xiên bình tĩnh nha. Bây giờ mình có rối lên cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Bình tĩnh đi. Ủa sao này chú ở đây? Chú làm gì mẹ con vậy? Trời ơi, đó là con nghĩ chú là người đàng hoàng, không ngờ chú đê tiện vậy luôn á. Bán ngoan nè. Trời, đừng, con hiểu lầm. Con, đừng có hỗn với chú. Ồ, vì mẹ mới là người chủ động hả? Dạ, thưa Dượng. Ừ, không sao, Dượng tha thứ cho con. Ý, trời ơi, không phải. Để Dượng nói, ý, chú nói con nghe. Chú qua đây thấy mẹ con khóc rồi chú mới an ủi mẹ con chứ chưa có gì hết trơn á đó. Mà con đó, con làm gì cũng đi đâu mà tới giờ này con mới về vậy hả? Dạ xin lỗi. Xin lỗi chú con hiểu lầm. Nhưng mà mẹ kia, trời ơi mẹ khóc cái gì mà mắt. Làm gì mà mẹ khóc mắt đỏ hết trơn rồi trời. Tại con đó. Con đi giờ này mà con chưa chịu về nữa thì mẹ không lo lắng, mẹ không khóc sao được. Còn con đó, con làm cái gì mà mắt con đỏ que vậy? Thất tình rồi khóc đúng không? Đỏ nào? Con nhìn đi, mắt con nó đỏ như vậy mà con nói không nữa. Nói cho mẹ nghe coi, tại sao vậy? Mắt con đỏ thiệt nè. Ừ. Thì thôi, giờ con vô con lấy thuốc nhỏ mắt con nhỏ nha. Nè, anh Thư. Anh thấy con gái em á, nó có cái gì nó bí ẩn không? Đúng, cái thái độ rất là kỳ quặc. Lấy thuốc
luôn vào mắt rồi nè. Giờ con nhỏ cho mẹ coi nha. Thôi đừng có đánh trống lảng nữa. Bây giờ mẹ hỏi con nè, con làm cái gì mà con khóc? Con thất tình đúng không? Trời ơi, không có. Nè, con phải biết rằng mẹ là tất cả đời con. Mẹ là nải chuối buồn cay. Mẹ là ánh sáng nương dâu. Mẹ là tiếng dế đêm thâu. Trời ơi, nói là không phải. Con nói là hôm nay con đi thực tập ở công trình. Sao mày bụi quá trời luôn, con còn nói là để con đi ăn với mọi người. Con nhắn cho mẹ Zalo, mẹ không đọc thôi chứ. Con đi công trình. Hả? Chứ không phải là con có bồ. Sao là con thất tình, con tự giận, cái con hối hận, rồi con thấy ăn năn với mẹ rồi con khóc. Phải. Vậy con nói thiệt cho mẹ nghe đi, cái thằng đó ở đâu? Nó con cái nhà ai? Nó làm công việc gì? Nó đẹp trai không? Nghe chú nói, con kiếm một người đừng có kiếm cao sang quá, kiếm người ngang ngửa chú là hoàn chỉnh rồi. Nói thiệt cho mẹ nghe đi. Mà con đang nói thật mà, để cho con đang nói thật á. Tại sao mà mắt đỏ dữ vậy? Trời ơi, con đang nói là con đi ngoài thôi, đường. Thôi, được rồi, để tôi giải quyết. Alo, bác sĩ ơi. À, dạ thưa bác sĩ, không biết là cái bụi bẩn ở ngoài đường đó thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt, nó có làm cho mắt mình đỏ hay không? Và đó là cái hiện tượng gì? Rồi khi mà mình mắt đỏ vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến giác mạc của mình không bác sĩ? Cái hiện tượng mà bụi nó gây đỏ mắt là có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất là cơ học. Ví dụ bụi bao vô mắt thì các phản xạ mình sẽ dụi mắt, thì nó sẽ làm mắt mình đỏ lên. Cái thứ hai là trong bụi có, nó sẽ gây ra cái dị ứng mắt, gọi là viêm kết mạc dị ứng. Là do trong bụi nó có nhiều cái hóa chất như là phấn hoa hay này nọ gì đó, nó sẽ gây ra dị ứng. Cái thứ ba là trong bụi có thể nó có cái vi khuẩn hoặc là virus gọi là siêu vi. Nó gây có thể gây viêm kết mạc, nhiễm trùng, cũng gây ra cái đỏ mắt. Còn cái giác mạc thì đương nhiên là khi bụi nó tiếp xúc vô, nó bay vô mắt mình mà mình không biết, mình theo cái thói quen mình cứ dụi mắt á, thì nó sẽ cọ sát vô cái giác mạc là cái tròng đen của mình á, nó sẽ gây trầy cái giác mạc. Và khi mà trầy thì cái vi khuẩn nó sẽ có cái đường vô để nó làm viêm nhiễm giác mạc, rất là nguy hiểm. Vậy bác sĩ ơi, cho em hỏi á, khi mà mình bị bụi như vậy á thì mình làm cách nào để tránh được mắt đỏ hả bác sĩ? Đi vô môi trường có bụi bặm nhiều á thì mình chịu khó mình đeo kính bảo hộ hoặc là kính các kính mà để chống bụi. Cái đó là phương pháp phòng ngừa trước tiên. Rồi thứ hai là trong trường hợp mà bụi đã bay vô mắt rồi á thì tuyệt đối mình không có nên dụi mắt. Mình chỉ nên lấy cái nước mình rửa mắt, rửa xong mà nó vẫn còn cộm sốn nhiều, có nghĩa là có thể bụi nó còn sót lại trong mắt á, thì mình phải đi qua bác sĩ để bác sĩ ta sẽ có chuyên môn, người ta sẽ lấy ra một cách ít tổn thương nhất cho mắt của mình. Dạ. Vậy bên cạnh cái việc mà mình ăn uống đầy đủ nè, rồi mình thực hiện lối sống lành mạnh á, thì mình có cách nào để mình chăm sóc cho mắt của mình không bác sĩ? Ăn uống là dinh dưỡng tốt nó sẽ làm cho mắt mình khỏe. Cái thứ hai là cái cách mình sử dụng mắt mình nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như mình học hành hoặc là làm việc á, thì khoảng 30 phút mình nghỉ mắt chút xíu để mình tránh để cho mắt nó điều tiết nhiều, nó gây mỏi mắt. Thường đó là tôi thấy là ví dụ như những người lớn tuổi đó là người ta hay nhỏ mắt, và cái đó là mình nhỏ mỗi ngày hay là chỉ khi nào mà mắt mình bị đau, mắt mình bị đỏ thì mình mới nhỏ? Thường là tùy theo cái tình trạng mắt của mình. Ví dụ như người mà có tình trạng khô mắt á, thì mình nên nhỏ mắt mỗi ngày để mình hạn chế tránh, để làm giảm cái hiện tượng khô mắt. Hiện tượng khô mắt ngoài cái việc nó gây cho mình khó chịu, nó còn gây tổn thương cái bề mặt của giác mạc. Chị bác sĩ ơi, cho em hỏi là mình có một cái bài tập gì để mình tập cho mắt không, để cho kiểu mắt mình khỏe hơn các bác sĩ? Thường thì các bài tập thì cũng không có hiệu quả nhiều. Chủ yếu là mình trong, ví dụ mình sử dụng máy vi tính hoặc là mình làm việc nhiều thì mình cứ nhắm mắt mình nghỉ ngơi, nhìn ra xa, vậy là thư giãn mắt, vậy là được. Dạ, nhưng mà cái thuốc nhỏ mắt á là nó có nhiều loại hay là nó có những cái loại mà dưỡng mắt riêng rồi dành cho mắt bị đỏ là riêng, hay là nó chỉ có một loại đó thôi? Thuốc nhỏ mắt có rất là nhiều loại, thì tùy theo tình trạng của mình thì bác sĩ sẽ kê toa thuốc cho mình. Trong những trường hợp ví dụ bị viêm kết mạc do vi khuẩn thì mình bắt buộc phải dùng cái thuốc nhỏ mắt mà có chất kháng sinh để mình điều trị cái nhiễm khuẩn đó. Thì nói chung cũng nhiều loại lắm, từng người mà mình sẽ có những cái loại phù hợp nhất. Vậy không biết là bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để mà mình có thể chăm sóc và bảo vệ mắt mình cho tốt không ạ? Về chăm sóc bảo vệ mắt thì có, thứ nhất là về sinh hoạt, thứ hai là về dinh dưỡng. Thì về sinh hoạt thì mình mà hạn chế sử dụng mắt trong thời gian dài, mình nghỉ ngơi mắt mỗi 30 phút.
Và nếu mà được mình hạn chế làm việc trong môi trường mà nó dễ gây khô mắt như là gió, bụi này nọ. Khi mà đi ra ngoài đường thì thí dụ như tài xế này nọ thì mình phải đeo kính râm, kính chống tia cực tím để hạn chế cái tia cực tím nó gây ảnh hưởng tới mắt. Rồi ngoài ra thì mình có thể bổ sung thêm những cái thuốc nhỏ mắt có vitamin cũng được. Dạ thưa bác sĩ, thì cũng mình nghe truyền miệng nhau đó, ông bà mình nói là ví dụ như ăn cà rốt là bổ cho mắt, hoặc là mình bổ sung những cái dầu cá đó thì nó bổ mắt, vậy là đúng không bác sĩ? À, về mặt sinh học thì mấy cái đúng là mấy cái chất đó nó góp phần trong quá trình mắt hoạt động, thành ra nhưng mà thật ra mấy cái nghiên cứu thì nó cũng chưa có rõ ràng. Nếu mà có điều kiện thì cứ ăn uống đầy đủ cà rốt này nọ. Còn về mặt dầu cá thì cũng có nhiều nghiên cứu nó làm về cái dầu cá nhưng mà cũng chưa có kết quả, cũng chưa rõ ràng lắm. Thì nếu mà có điều kiện thì mình cứ bổ sung thêm để cho mắt nó khỏe hơn cũng được. Dạ, dạ cảm ơn những tư vấn của bác sĩ ạ. Nếu như mà sau này tôi hay là người nhà tôi hay bạn bè hay bà con chòm xóm gì đó mà có những cái dấu hiệu hay những vấn đề gì về mắt thì có thể đến gặp bác sĩ để được tư vấn không ạ? Sau này chị hoặc là em hoặc là bất cứ ai mà có vấn đề gì về mắt cần được hỗ trợ tư vấn thêm thì cứ alo bác sĩ nghe.